Cái điều số 2, nếu mà nhóm là toàn nhóm Y thì cái nhóm này nó quá là vui vẻ đi và nó tám chuyện cả ngày và thậm chí là cả năm luôn. Dù ngày xưa khi mà tôi chưa được học về DIC, tôi mới thấy là hai cái bà này này, bà cứ nói chuyện với nhau trong cái giờ làm việc ấy. Tức là tôi đi qua cái phòng làm việc đấy của bà thôi, tôi đến để làm bao bì cho họ. Thì tôi qua thấy hai cái bà này nói chuyện từ lúc mà tôi đến, xem đến xong rồi tôi về, tôi về xong rồi tôi thấy vẫn hai bà đấy vẫn đang nói chuyện à mãi đến sau khi mà học về DIC thì tôi mới biết là hóa hóa ra là hai cái bà này là hai bà nhóm mi bà cứ kể về con cá xong rồi bà lại kể về cái cần rồi bà lại kể về là à làm nào để có cần à là đi chặt cây xong rồi cây ở đâu cây ở ở, ở cái rừng rừng ở đâu là rừng cho người này người kia trồng ví dụ như vậy tức là từ cái lọ nó sọ sang cái chai và họ có thể nói chuyện cả ngày cả đêm xuyên ngày xuyên tháng xuyên năm ạ và nếu như mà ở trong một đội nhóm mà có quá nhiều nhóm y thì chúng ta rất vui nhưng mà cái chị sẽ không kiếm được tiền ồ đấy đó là một điều rất là rất là đau khổ đúng không ạ nên là sau này chúng ta phải cân đối những cái điều này